Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 30 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cùng đông đảo người dân địa phương. Hội nghị đã công bố nghị quyết số 1197 ngày 28 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025. Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 5,02 km2, quy mô dân số 3.342 người của xã Tà Trải và thị trấn Bắc Hà. Sau sắp nhập, thị trấn Bắc Hà có diện tích tự nhiên là 6,49 km2 và quy mô dân số là 12.203 người, giáp các xã Bản Phố, Lùng Phình, Na Hối và Thải Giàng Phố. Sau khi sắp xếp, huyện Bắc Hà có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố và 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 126 xã, 16 phường, 9 thị trấn. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhất trí với chủ trương để Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 30 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm tại tỉnh gắn với chuỗi các sự kiện Festival sông Hồng Lào Cai năm 2025, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả. Triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 30 dự kiến được tổ chức trong tháng 10 năm 2025 với sự tham dự của 15 tỉnh của hai khu vực. Đây là dịp để các họa sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh thành trong khu vực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao tính sáng tạo trong hội họa, thúc đẩy hoạt động mỹ thuật của tỉnh ngày càng phát triển. Trước đó năm 2007 và 2018, Lào Cai đã đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan. Từ đầu năm đến nay, có thêm 1.600 hộ dân Sapa được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Thống kê từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Sapa, tổng dư nợ của chương trình cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên địa bàn 9 tháng năm 2024 đạt hơn 84.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hộ đầu tư nuôi cá, trâu sinh sản, trồng rau, hoa, cây dược liệu và phát triển du lịch. Để các hộ tiếp cận và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, địa phương, nắm thông tin, hướng dẫn thủ tục vay, đảm bảo điều kiện và giải ngân vốn vay kịp thời. Theo đánh giá, nguồn vốn ưu đãi được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, giúp nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát để hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi sau hoàn lưu của cơn bão số 3, toàn tỉnh có thêm hàng nghìn hộ dân bị mất nhà ở hoặc phải di chuyển khẩn cấp để phòng chống thiên tai. Để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Phóng sự được thực hiện tại xã vùng cao Bản Liền, huyện Bắc Hà. Ngôi nhà của gia đình chị Lâm Thị Ngữ, hộ nghèo ở thôn đội 3 đang chuẩn bị được dựng lên từ sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, giúp gia đình chị có nơi ở ổn định. Không có cái chuyện hỗ trợ này thì nhà em cũng nhớ đến làm cái nhà. Thì bây giờ được nhà nước hỗ trợ thì nhà em lại làm cái nhà mới. Thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới năm 2024, cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã Bản Liền đã có kế hoạch cụ thể huy động nguồn lực giúp 39 hộ nghèo xóa nhà tạm. Thế nhưng sau hoàn lưu bão số 3, địa phương lại có thêm 58 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, buộc phải di chuyển để phòng tránh thiên tai. Nhà bây giờ không dám ở nữa, muốn chuyển ra bây giờ mới ra tìm đất,
tìm đất xong là cũng ra đi ở tạm, làm một cái nhà tạm ở, làm một cái lều ở, giờ là mong muốn là được xin được nhà nước giúp hỗ trợ. Trước kia là họ có nhà cửa rồi, nhưng mà bây giờ có một số nhà kiên cố, nhưng mà do cái bó sống ba này ấy, thì có một số thì 37 hộ này phải di rời, còn một nhà là mới nhà hoàn toàn. Để đảm bảo nơi ở ổn định cho nhân dân, xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát, tìm quỹ đất, báo cáo huyện để có kế hoạch bố trí tái định cư cho các hộ dân. Đồng thời vận động các gia đình, cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia quỹ đất để các hộ có mặt bằng làm nhà. Xã đã thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm nhà lụt lát để triển khai vận động nhân dân tìm đất, đấy cũng như là cái vị trí an toàn hơn nơi ở cũ để đề nghị với huyện phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho nhân dân để làm nhà, để đảm bảo đến nơi ở mới an toàn và cố gắng là phấn đấu hoàn thành đến trước 31/12/2024. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời giúp các hộ có nhà ở bị hư hỏng, ảnh hưởng trong hoàn lưu bão số 3, xây dựng lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở phân tích kỹ nhu cầu thị trường, các cơ quan chuyên môn dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình tiêu thụ 6 ngành hàng chủ lực của tỉnh sẽ tương đối thuận lợi. Theo đó, xuất khẩu mặt hàng nông sản dự báo sẽ tăng trưởng, trong đó quả chuối xanh giữ giá ổn định và tăng dần do nguồn cung tại các vùng trồng giảm. Trong khi đó, sức mua tại Trung Quốc vẫn ở mức cao. Xuất khẩu tinh dầu quế đã thuận lợi hơn, thị trường tiêu thụ mở rộng, giá bán có xu hướng tăng do Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể cho việc khai báo mục đích xuất khẩu. Các sản phẩm nông sản khác như chè, dứa, dược liệu, sản lượng tỉ tơi cũng dự báo sẽ tiêu thụ ổn định. Dự kiến cả năm các ngành hàng chủ lực sẽ đem lại khoảng hơn 6.500 tỷ đồng, vượt 1.500 tỷ đồng so với mục tiêu kế hoạch đề ra, chiếm 53% tổng giá trị ngành nông nghiệp của tỉnh trong năm 2024. Do chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina yếu, tại Lào Cai mùa đông xuân 2024-2025, khả năng không khí lạnh ảnh hưởng sớm và nhiều, khiến nền nhiệt độ giảm thấp. Cùng với đó là xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn so với các năm trước. Dự báo trên phạm vi toàn tỉnh, nền nhiệt độ trung bình cả mùa tính từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025 ở mức thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm. Đợt rét đậm đầu tiên mùa đông năm nay có khả năng xảy ra vào trung tuần tháng 12 năm 2024. Toàn mùa xuất hiện khoảng 5 đến 6 đợt rét đậm rét hại, trong đó có đợt rét đậm rét hại xảy ra kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Vùng cao rét hại nặng đến rất nặng. Các huyện vùng cao và núi cao khả năng xuất hiện khoảng 2 đến 3 đợt sương muối, băng giá với cường độ từ nhẹ đến mạnh. Trung tâm thị xã Sapa có thể xuất hiện tuyết rơi. Do đó các địa phương cần chủ động các phương án đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, phòng chống đói rét cho đàn đại gia súc, hạn chế thiệt hại. Thưa quý vị, sau hoàn lưu của cơn bão số 3, xã Liên Bình thị xã Sapa chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Trong đó, thôn Đậm Than có nguy cơ sạt lở cao với 28 hộ phải di chuyển gấp. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng thị xã Sapa quyết tâm hoàn thành khu tái định cư cho 28 hộ dân vào cuối tháng 11 tới đây. Gia đình ông Sùng A Tố đang khẩn trương thu hoạch gỗ tạp, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công mặt bằng khu tái định cư Nậm Than. Sau khi được chính quyền vận động, gia đình đồng thuận nhượng lại khu đất ruộng hơn 1 hectare này để 28 hộ dân cùng thôn có nơi ở mới an toàn. Không có ruộng nhiều, chỉ đây tôi muốn để làm ăn. Nhưng mà bởi vì là anh em nhân dân là người ta không có chỗ, cho nên là mình phải tạo điều kiện. Cán bộ là cán bộ nhà mình hay là dân nhà mình, cho nên mình phải thương lượng, phải tạo điều kiện thôi. Đây là khu đất mới để gia đình ông Sùng A Quả cất nhà trong thời gian tới. Tự tay bốc thăm vị trí nền nhà, ông Quả rất vui vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, gia đình sẽ được an cư. Cũng rất là mừng, tôi rất thích chỗ này. Cả nhà ai cũng phấn khởi. Hôm nay mình ra đi xem đến bao giờ mình có thể xây nhà được. Sau hoàn lưu bão số 3, tại thôn Nậm Than xuất hiện nhiều vết nứt dài gần 30 mét, ảnh hưởng tới 28 hộ, 135 nhân khẩu phải di chuyển. Các hộ được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở từ nguồn ngân sách nhà nước với mức 80 triệu đồng trên một hộ. Cùng với nguồn ủng hộ thêm từ công an tỉnh, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm
Ngay sau lễ khởi công, các bước thi công khu tái định cư được khẩn trương tiến hành. Hiện đã hoàn thành hơn 50% đường vào khu tái định cư. 28 hộ dân người ta đã rất chủ động và đồng tình ủng hộ. Thứ nhất là người ta đến dự cái lễ bốc thăm cho các hộ dân sau khi xử lý móng, có cái cốt móng và cái mặt bằng. Xong cốt móng thì người dân trực tiếp để xử lý các móng và vận chuyển vật liệu để tham gia cùng với xây dựng cái 28 nhà này. Sapa rà soát vị trí cho phù hợp với quy hoạch, thực hiện san gạt mặt bằng, tạo ra được hệ thống đường giao thông tiếp cận với lại khu vực sắp xếp dân cư, các mặt bằng để sắp xếp dân cư, rồi là đảm bảo được là hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước hoàn chỉnh để đảm bảo cho người dân khi mà đến cái khu vực sắp xếp là đảm bảo được điều kiện ở tốt nhất. Hiện các địa phương của Sapa cũng đang đồng loạt ra quân phong trào thi đua 75 ngày đêm thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại nhà ở do ảnh hưởng bão số 3. Cuối năm nay sẽ có hàng trăm ngôi nhà mới được xây dựng, đồng nghĩa với hàng trăm hộ dân sẽ được sinh sống trong những mái ấm an toàn hơn, yên tâm để tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tối ngày 29 tháng 10, bão số 6 và mưa lũ sau bão đã khiến 3 người thiệt mạng. Cùng với đó đã có 96 nhà tốc mái hư hỏng do bão tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Hiện vẫn còn hơn 17.000 nhà tại tỉnh Quảng Bình bị ngập. Các địa phương đã sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập úng sạt lở. Dự báo đêm nay 30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa từ 80 đến 160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục đề phòng mưa lớn gây ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Cùng với Hà Nội, nhiều tỉnh thành cũng đã tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động trong nhà trường, như thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang cũng đã xây dựng nội quy, quy chế của trường, lớp học, quy định cụ thể việc quản lý sử dụng điện thoại của học sinh trong giờ học và trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Tổ chức quản lý điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên của từng buổi học và gửi lại cho học sinh sau khi kết thúc buổi học. Trong các tiết học cần sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng thì học sinh được phép sử dụng theo hướng dẫn của giáo viên. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận điều chỉnh thời hạn sử dụng trên thẻ miễn phí xe buýt cho nhóm người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Theo đó, thẻ miễn phí không thời hạn được áp dụng cho người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Trước đây, thẻ này có thời hạn 5 năm. Đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng theo từng năm một. Việc đăng ký cấp mới, cấp lại thẻ hỏng, gia hạn thẻ cũ được áp dụng theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và điện tử. Với hình thức trực tiếp, người dân cần nộp hồ sơ tại các điểm bán vé, sau đó hồ sơ được chuyển đến Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội. Các điểm bán vé sẽ trả thẻ cho người dân đăng ký. Tin thời sự quốc tế. Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập và người đồng cấp Qatar đã có cuộc thảo luận về tình hình Gaza và Liban. Trong cuộc điện đàm, hai quan chức đã đề cập tới tình hình tại Gaza, Liban, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Về phía mình, Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố sẽ hợp tác với chính quyền của Tổng thống Mỹ cho tới phút chót trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để đạt được một lệnh ngừng bắn tại Gaza. Cùng ngày, chính phủ Ả Rập Xê Út bày tỏ kỳ vọng vào cuộc họp cấp cao của Liên minh toàn cầu về thực hiện giải pháp hai nhà nước diễn ra ngày hôm nay. Nga đã tiến hành thành công một cuộc tập trận hạt nhân chiến lược với việc tất cả các tên lửa đều bắn trúng mục tiêu. Theo Tổng thống Putin, Moscow tiến hành tập trận của các lực lượng gian đe chiến lược thông qua việc thực hành kiểm soát vũ khí hạt nhân, phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị cũng như xuất hiện các mối đe dọa và rủi ro mới, việc đảm bảo lực lượng chiến đấu hiện đại luôn sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa rất quan trọng. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định lực lượng hạt nhân là sự đảm bảo đáng tin cậy cho chủ quyền và an ninh của Nga, và Moscow sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng gian đe hạt nhân nhằm thực hiện nhiệm vụ kiềm chế chiến lược, duy trì sự cân bằng sức mạnh hạt nhân trên thế giới.
Mục tiêu của Malaysia trong năm chủ tịch ASEAN 2025 là thúc đẩy ASEAN tăng cường hội nhập kinh tế, tự do thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia khẳng định, Malaysia mong muốn cùng ASEAN trở thành trung tâm của kinh tế kỹ thuật số và đây là một trong những nội dung quan trọng được ưu tiên cho năm tới. Theo ông, sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên ASEAN sẽ giúp đảm bảo sự ổn định ở khu vực và xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Ông cũng nhấn mạnh, BRICS là một trong những kênh giúp ASEAN tăng cường hợp tác với các quốc gia khác. Do đó, các nước trong khu vực cần thống nhất định hướng chung trong hợp tác với các thị trường này. Công ty cao su Riti Rapper ở Campuchia đã tổ chức hội thi thu hoạch mủ cao su. Sự kiện được tổ chức để khuyến khích công nhân, người lao động, hăng say làm việc, rèn luyện nâng cao tay nghề, năng suất lao động và hiệu quả công việc. Tham gia hội thi lần này có 12 thí sinh được tuyển chọn trong số hơn 400 công nhân của công ty. 8 trong số đó đã lọt vào phần thi thực hành. Theo quy định, trong thời gian 22 phút, thí sinh phải hoàn thành công đoạn cạo mủ từ 100 gốc cao su. Tuy nhiên, chỉ sau 18 phút, tất cả 8 thí sinh tham gia tranh tài đã kết thúc bài thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức hội thi đã trao các giải thưởng nhất, nhì, ba cho 3 thí sinh xuất sắc nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.